Chào các bạn, hôm nay thì anh em mình tiếp tục vào trong rừng các bạn ạ. Hôm nay thì sẽ làm bắt đầu một cái công trình là xây lán, làm lán sinh tồn và sống trong rừng đây. Thì hôm trước thì anh em mình lên đây có phát sơ sơ qua. Bên kia là cái cột, anh em mình tận dụng luôn cái cây đó các bạn, làm một cái cột bên này, một cái cột của cái lán, cái nhà ấy. Chỗ này anh em mình đào, chiều sẽ đào thêm một cột, bên kia một cột nữa, là tổng là có 4 cái cột đây. Đấy, thì anh em sẽ dựng cái lán cao khoảng 1 mét, bắt đầu từ sàn lên ấy. Đấy. Bên này thì anh em mình mới vào trong này, chắc là ở trong đây vài hôm để làm lán. Bây giờ đang nấu mì tôm ăn, ăn xong lấy sức chiến Lâm nhỉ. Đây là thanh niên Lâm đây. Nước đã sôi nhưng mà anh em mình quên mì tôm các bạn. Nên là bây giờ Lâm lại quay lại cái lán cũ ở trên kia lấy này. Trong lúc đợi nấu mì tôm chín thì mình sẽ dọn qua cái chỗ này các bạn, qua cái móng nhà để một lát ăn mì tôm xong là đào móng luôn. Anh em xuống đây là quên mất. Hôm nay xuống anh em thì quên mất mì tôm. Có mỗi nước thì uống mỗi nước, không thì không thể là có sức để buổi chiều làm lán được. Đấy. Mỗi ngày hai gói nhỉ? Hai gói á? No. Hai gói chắc no. Mỗi ngày hai gói nhỉ? Hai gói để chiều làm lán. Cả sáng ăn một bữa rồi. Một gói nha. Hai gói đầy luôn này nhỉ, một tô rồi. Này được chưa? Cho thêm tí nữa. Một tí với anh em mình uống nước xong được nhỉ. Úi dồi, có rau thơm à. Vài cuốc là. Hấp dẫn ngay. Cả rau thơm này. Rau rừng đấy. Anh em vừa pha xong mì tôm. Trong lúc đợi thì bây giờ sẽ cho cái bổ máu, cái cây bổ máu ấy. Ôi trội, cho nhiều đấy. Thôi được. Cho hết đi. Cái này nó nhiều lắm. Thì là chỉ cho một nửa này là... Cho khoảng 2 miếng. Một lát mình cho thêm nước vào nhỉ. Hai miếng đã đổ lừa. Đấy. Một lát để uống cái cây bổ máu này là mình... Trước mình đấy mình thái lát phơi khô, cái này nó rất là tốt, thanh nhiệt cơ thể này. Cho cây bổ máu này ra đặc lắm, cho thêm nước à. Cái nhà anh hay uống cây này mà. Nhà anh hay uống cây này lắm. Mình phải cho thêm một chút nước vào nữa. Đổ đây đi, nó vẫn đủ đỏ hết đấy, một lát đấy. Chỉ cần 2 miếng thôi là cái xong này rồi. Anh em định ăn mì tôm nhưng lại quên một cái món đặc biệt nữa. Đây, rau đã chuẩn bị chín rồi nhưng mà bây giờ ăn cái cá mắm này. Đấy. Vẫn đủ nóng. Ăn xong lại làm việc để chất lượng bữa ngon. Cuối cùng con cá và nhà mình đã chín rồi, cá mắm mang ra lại đâu đây, bắt đầu đây. Mang ra rỗ ra. Hơi cháy một tí nhà được nhỉ, không nướng sao. Nướng vội cho ra đây nha. Ăn với rau thơm nhỉ, đấy cá khô ăn với rau thơm tuyệt vời nhỉ. Một loại này khá là nướng ngon nhỉ. Nào mình trồng nhiều rau thơm lên nhỉ, rau xanh nhé. Trồng mùa này hết cũng không mướp ấy, trồng. Anh em uống cốc nước xong là đi làm, đi xây nhà, bắt đầu công việc buổi chiều. Đỏ lưng. Đỏ hết mà. Anh em mình vẫn uống nghỉ ngơi xong, bây giờ bắt đầu cái công trình các bạn, làm lán này. Hai cái cột trụ mình sẽ đào đây một hố này, đây một hố này, tổng là 4 hố. Xong là anh em mình sẽ đua ra ngoài kia làm cái sàn kiểu như là để nghỉ ngơi ăn ngoài đó. Cái đó thì không làm mái đâu, chỉ làm mái cái đoạn trên này. Với hơi ngắn, phải lên nữa Lâm. Cái này mới được 1 mét 7 thôi.
Dự tính là anh em mình làm 2 mét rưỡi à? Nó xa xa một tí, ở tầm 2 mét rưỡi đấy. Xong mình đua ra kia 1 mét rưỡi mà. Thế thì đấy, làm lên trên này 2 mét rưỡi thì nhỉ? Ừ, 2 mét rưỡi thì anh tầm 1 mét 3 ở giữa anh đào hố. Sàn chính 2 mét rưỡi nhỉ? Ừ. Sàn chính 2 mét rưỡi dài, rộng bao nhiêu? Rộng thì trong... 2 mét rưỡi lên đây. 2 mét rưỡi rộng tầm khoảng 2 mét. Cái cây đấy 2 mét à? Cây này 1 mét 7. 1 mét 7. Đấy, khoảng đấy nhỉ. Tầm 2 mét 2. Đấy. 2 mét rưỡi anh em mình đua kiểu 1 mét rưỡi là tổng là cái sàn to này là cây này 3 mét rưỡi này. Là chiều dài là cũng 2 mét rưỡi thì cho nó vuông đi. Thế làm sàn 2 mét rưỡi vuông. Ở dưới kia mình sẽ đua ra tầm 1 mét rưỡi ra ngoài này nữa. Đấy, khi mình ăn cơm uống nước ngắm cảnh ở trên này. Thì bây giờ nhìn các bạn nhìn nó còn rất là sơ khai, anh em mình đang hình dung đấy, đua đua như thế ra. Đấy. Còn nó chưa có hình thì anh em tưởng tượng đây là nó một cái nhà đẹp ở đây. Kia là cái sàn ra để anh em mình ngồi uống nước ăn cơm ở đó. Đấy. À. Đấy, anh sẽ đào thêm hai cây cột phụ đấy. Bây giờ anh sẽ đào hố nhá. Vào không? Trời sắp tối rồi. Anh em mình mới làm được hai cái cột này nữa. Đẹp lắm. Anh em đang làm lắm các bạn. Đấy toàn là làm thủ công hết. Cái này dự phải được khoảng hạn sử dụng khoảng 4 đến 5 năm thì vẫn còn thoải mái. Đấy, riêng lên cái sàn này. Đấy, anh em hôm nay cố gắng sẽ làm hết được cái khung ấy, ngày mai thì sẽ đi lấy cây để làm sàn. Đấy, ở đây vài cây. Đây là cái vết đinh mình đóng đây. Đóng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây đến cây thứ 9 mới được vào các bạn ạ. Đấy, thì nó mới chắc được cái chỗ này. Đi qua xem nào. Đinh rất yếu đấy. Ôi dồi, kiểu ẹt ẹt đấy. Đinh yếu đó. Đinh hơi yếu đấy. Các cái cây dưới sang kia là đường. Buổi chiều nay là làm xong cái khung nhé. Hai nhà mình làm từ trưa về chiều các bạn, sắp tối rồi. Và thì và lán cũ ăn cơm thôi, nấu cơm ăn cơm. Sáng mai lại đi làm sớm. Em tranh thủ trên đường về lấy một chút củi về nấu ăn này. Khi về cái lán cũ này chỗ này thì nó quang nên là cảm giác trời vẫn sáng, nhưng mà mặt trời đã xuống các bạn. Cái nồi nước của mình đã sôi, mình thả cái mì tôm làm canh. Đó, vẫn đang sôi này. Anh em mình cuối cùng thì bữa tối đã xong. Đấy, hôm nay thì có thịt này. Đấy, thịt bên này là canh mì tôm này. Đấy, một chút rau rừng ở đây. Anh em ăn xong là nghỉ ngơi nhỉ. Tham gia trong nghỉ ngơi muộn. Xong là sáng mai lại tiếp tục cái công trình đi làm lán này. Bốc cơm ra đây. Cơm ấy. Mời cả nhà ăn cơm nhé. Ăn hết cái canh, bát canh này. Có ớt xanh à. Kiếm đâu đấy? Đây cây dưới này hôm nọ mình lấy. Đấy. Ngày mai chắc làm ấy xong cái đấy nhỉ. Cái sàn ấy. Chắc trong cái sàn ngày mai ngày kia sẽ làm cái mái. Không múc lên kia múc.